Okay, now we read the new word first in unit 13. Long hairs. Long hair. Long, con là liếm theo về. Hair, short. Long hair. Short hair. Short hair. Short clay, con liếm. A great smile. A great smile. Mình là snam nhìn nhầm đỏ. Chá, snam nhìn nhầm đỏ. Sọt sải. A great smile. Long hair. Long hair, short hair, a great smile, a great smile. Brown eye, big feet, curly hair, white teeth, ears, nose. Brown eye, brown nó cứ bò thân lọt, eye nó này, để xa, này, những cái thay mà ép viên phụ vào chân lại. Big feet, feet nó màu bị foot, mà nó viên phụ vào chân lại, ai, chừng, viên thị trịp. Phụ vào chân nạ, ta bớt một việc phụt. Curly hair, white teeth, teeth nước màu việc tooth, double O, hẳn lại nước double O, mình double O. We start chapter 5. Tell me all about it. Rạp nhóm, tặng O, ông tì viện. Unit 13, guess what I've got. Tìm mớ, nhóm miền ấy. Rồi cả ta tìm mớ, ở với đây nhóm miền. Thì mới khi nhận miền ảnh. Chẳng nó không bị riêng tìm prám được rưu bàn và lật thọt video an phần dấu chạy recording iPhone Flap. Vì tùm bò đào này mì riêng tìm đọc bấy rồi hốt là trong mình chọc này mì riêng tìm đọc bấy. Được rưu phần lật chi video này là cứ đầm bấy chùm nuối mặt này đọc bồn bồn để bồn bồn đi nào sẽ là hỏi bồn ai sao chứ điều. Dọc mớ video mà được rưu bằng thèm đầm bấy ở bồn. Đồng bài chui còn rứng, chúng ta đang ở ổn, khỏi khăn chung mật. Và vô đấng căn là tràn. Hãy nói con ông bị riêng tìm đọc bài này, cứ cho ở ổn chứ. Describing how your classmate and some monster look. Hãy nâng vô đấng căn là chứ bác. Hãy biết ông bị ca phá vị. Hell God has got on that. Tập. Ôn nhìn chập đắng. Guess what I've got, my friend Tom. Mất rồi bọc giống Tom. Look at this thing. Cần lấy mơ vầy vầy thằng ọc này. Which have you got? Ta nè, miên mùi nạ. Ôn mơ nế. Ê, hô đo ai. Match the pictures with a new word. Cụ phóng. Rụp hiệp chỉ mỗi nâng kịa thầm mày. Listen and check. Snap hai nâng pinet mơ. Short hair, short clay. Brown eye. Nè quả thân out. Big fit chân thông fit nâng mơ biệt phụt. Long hair, short wang. A great smile. Snap nhìn nhầm đó sọc sát đó chá. Curly hair. Short ruin. White teeth. Mình so. Cute nó. Móc sao shoot nên shoot cặp ấy ear nó là thực chiến nhưng bọn chăm sẽ đọc thêm nồng nữa. Text script 5.13.1. Long hair, long hair. Short hair, short hair. A great smile, a great smile. Brown eyes, brown eyes. Big feet, big feet. Curly hair, curly hair. White teeth, white teeth. Ears, ears. Acute nose, acute nose. Look at the picture of Bopha and Linda. Look at Linda's big smile.
Why is Linda smiling? Listen and check. Các con sẽ đọc thêm thì mùi tiếng. Wow, Linda, you've got a big smile on your face today. A very big smile. Who are you thinking about? It's a boy. Huh? A boy? Yeah. He's so nice and he's good looking. Really? How old is he? Same as us. He's 13 years old and he's in grade 7 too. He's got a great smile and white teeth. Hair? He's got short hair. What color? Red. What? Red hair? Yeah, red hair. Okay, I can't guess. Who is it? It's my friend. My friend Tom. You know Tom, my English friend. My best friend Tom is coming from England today. Chúng ta rồi cả sắm con ai mơ nơi tùm qua thằng chống nơi sự phô được bọc con ta như tùm mơ nơi tùm qua thằng chống lúc lưu bọc ra hơi con sắm nơi tùm qua thằng chống phô bọc con con ai đồ khởi nhé 5.13.2 5.13.2 Why are you so happy? Hãy đọc với nè sắp bài chất. Này, hãy đọc anh chị sắp bài chất mẹ. Bộ phát như vậy thả. Wow, Linda, you got a big smile on your face today. Nè miền snap nhìn nhấm đỏ thô môi. Nè miền snap nhìn nhấm. Nâu lờ mục tây mục rồi mà nè thằng này. A very big smile. Snap nhìn nhấm đỏ đỏ thô môi. Snap nhìn nhấm đỏ sọ sàn. Who are you thinking about? Ta nè cầm bông cất. Ông pin rồi nè. Linda, it's a boy. Viết cứ chữ boy mùi. Dara and Supal. Dara and Supal gì thà? A boy. Bụt phai gì thà? Mình prod. Linda, yes. He's so nice. Quạt nâng lọ nè. And he's good looking. Hai quạt sọt sàn. Bụt phai. Really, man rứ? How old is he? Ta quát ai dụ con mà. Linda, same as us. Đôi dường này. He's 13 years. Quát ai dụ đọc bài chân. And he's in grade 7 too. Hai quát riêng trạng ti bằng phi phòng này. He's got a great smile. Quát miền xam như nhóm đò. Ở chàng. And white teeth. Hai lần mình bỏ sọt. Bộ phà hair sọt. Linda, he's got short hair. Con miên sọt clay. Bộ phà what color? Bỏ ấy. Red. Bỏ hòm. Linda hẳn vậy. Bộ phà như vậy thả. What ấy. Kế. Away. Red hair. Sọt bỏ. Bỏ hòm. Linda như vậy. Yes, red hair. Sọt bỏ hòm. Bộ phà okay, I can't guess. Nhóm ai tu tiền bạn. Who is it? Vía cư chân là Linda, it's my friend. Vía cư chìa mật phẹ rồi bọc nhóm. My friend Tom. Mật rồi bọc nhóm Tom. You know nè đăng tế Tom. My English friend. Mật ông lê rồi bọc nhóm. My best friend. Mật ông lê rồi bọc nhóm Tom. Is coming from England. Tom nó cứ một bị ông lên today.
Anh. Con ai tập bán và tập bán con ai mở đầu tiệt tập từ bỏ trai con. Read the sentence about Tom and prayer on be Tom. Which are true and which are false? Ta mùi ná true, mùi ná false, mùi ná bất, rồi còn mùi ná mẫn, mẫn bất. A. 1. Tom is a girl. Tom nó cứ chỉ có mình sợi chẳng false mẫn bất đề. Tom is 13. Tom dục đập bài chân nặng. Tom has got yellow teeth. Tom nó miền mình bỏ lửa, mình bỏ lửa, mình đã ở đài đọc mình nhé. Tom has got long hair. Tom miền sọ vàng. 5. Tom hasn't got black hair. Tom mình miền sọ vọc màu tiền. Tom is from Australia. Tom nó cứ mọc bì bật tế Australia. Chẳng bốn ai đặt mớ true for dùng cho tam ở tập bọt thêm bằng chống á. Read the sentences and then choose the rule. And prayer. Hai bần tỏ mọc chơi rơi buồn cho bằng rule. I've got long hair. Nhưng miền sọc quen. My friend has got short hair. Mật phẹ rồi bọc nhóm miền sọc lại. I haven't got blue bag. Nhóm mình miền tập ta bó khiêu tê. My friend hasn't got a blue bag. Mật phẹ rồi bọc nhóm mình miền cắt ta bó khiêu mùi tê. Have I got green eye? Ta nhóm miền này bỏ bài tỏ rứ. Has she got any friend? Ta niềng miền mật phẹ khá rứ. We use have got. Dương pra have got bốn cuốn bốn máu. With I, you, we, they. A này, I, you, they, we nè. Nâng dương pra have got. We use dương pra have got. Thì mùi hi sĩ. We use haven't got chỉ mùi I, you, they, we. We use haven't got. Oh, xong tốt. We use hasn't got chỉ mùi he, she, it. We use have got, have got là nó xong nữa. Nhưng pra have phát thiên là have I, you, we, they, have got. We use hey, he, she, it, gone. Ta bọn nhớ thế. Ông bị ca pra bị heo. Chỉ mùi I, V, U, để dừng pra heo got. Chỉ mùi he, she, it, dừng pra has got. Và sân phá sát đến chỉ mùi I, U, V, để dừng pra heo one got. Chỉ mùi he, she, it, dừng pra has got. Hasn't got. Ta bọn nhớ xung lùa với nhé. Heo, I, U, để vì ấy got. Dừng mà bây giờ he has he she it got chẳng mong chẳng he's got ní mình đi thay tùm rung quen với cứ has got he has got have got nhưng tùm rung quen với cứ I have got. Complete the sentence bổng bình prayo about me ông bì khiong and my monster hai năng sắt chấm lại rồi bác nhau. Use is am and has have got. Pra kê sắt is am hai năng have got. 1. He has got big feet. 2. He has got purple hair. Sắt bỏ xoay á. He is, you know? He has got green teeth. He has got red eye. I have got small feet. I have got black hairs. I am small. I have got white teeth.
I brown eye. I have. Yeah. I have brown eye. Này quạt nào. Guess what I got? Guess who? Thì mới là nào? Look at the picture. Who do you think the thief is? Ta nè cất thà chào nó cứ trên là nào? Chào. Read, listen and check. And đáp hai nó bình luận mới. Where my apple? Ta apple bọc nhóm nó nấu ai nè. I know nhóm đằng. The thief chào. The thief chào has got white teeth. À chào nó cứ mình thông minh bỏ sọ. The thief hasn't got curly hair. Chào nó mình miền sọ ruyền tên. The thief has got brown hair. Chào nó miền sọ bọt nào. The thief has got a big mouth. Chào nó miền mọt thùng. Hai lần nam nhìn nhầm đỏ chà. Nam nhìn nhầm lôi. The thief is shorter than so far. Chào cứ vừa tiếp chiên so far. Hai lần mở tớ sọc sạc chiên. Better looking. More bit good looking. The thief isn't a wall. Chào nó mình cứ chìa ở vốn rồi có sợi mong tê. The thief is smart. Chào nó cứ chả lạc. Đó, bốn hai sạc thêm nữa. Excript 5.13.4. Where's my apple? I know. A thief. The thief has got white teeth. The thief hasn't got curly hair. The thief has got brown hair. The thief has got a big mouth and a great smile. The thief is shorter than Sopal and better looking. The thief isn't a wong or stray mom. The thief is smart. Bosen pon srapakan pon ai srap sa lang veng. Do you know who it is? Ta nak dang tha vi chea nana te. Turn to page the lot of tumpor 231 dambei check your guess. Bạn nên dừng ở phần thứ cam kết thế. Who is it? Vì chứ nè nè. Look at the pictures and answer the question. Relate mở rụp hiếp hai đường trả lời xong lù. 1. Who is the oldest? Ta nè nè chắc bông phật. Miss Mong, cả nhà Mong. Who has got long hairs? Ta nè nè miên sọ quen. Who has got a great smile? Ta nà nà miên snam nhờ nhầm. Ta sát đỏ chả. Who is a bird? Ta nà nà chia bạ xa bạ say mùi. 5. Who has got curly hair? Ta nà nà miên sọ ruồi. 6. Who has got blue eye? Ta nà nà miên nè bò kiều. Who hasn't got brown hair? Ta nè ná mình biến sọ bọt nó. Guess who? Rule. Choose a kid chờ rực mây muối. Write the numbers of the lake. Don't show your partner. Còn bằng 2, tạo đại cụ bà nè. Số nó bằng 2 nhé. Số. Write 1 to 20. So xe lịch muối đo lên một phần. In your notebook. Nước nông notebook rồi bà nè. Ask yes no question. Pra sum lua. Yes rư con no. 5. Who can guess first? Ta nè ná ai ti môn kê. Chẳng là dương mình ai lên game mì bàn tế để sao lục lục thọt chi video. Remember chọn chạm. Is it a boy? Ta vi cư chịch mình from nè rư. Has he got long hair? Ta vi miên sọ. Ta niên miên sọ bò. Ta niên miên sọ về rứ. Dương còn ai lên game nó mà thế. Is that him? Ta nó kì chỉ có rứ. Đã bôn mơ rụp hiệp ní.
Can you help Bopha find Tom? Ta nè ai chui Bopha rõ Tom bàn tế. Chúng bố chăm sạp thêm đi thăm ọc rìa. Rồng tiếp sạp. Point 13.5. Can you see him? Yes. Can you guess who he is? Has he got a red bag? No. He's got a blue bag. Has he got a big nose? No, he hasn't. Has he got a book? Yes, he has. Does he have yellow teeth? No, he doesn't. Is he tall? Not really. He's taller than me. Is he eating an apple? Yes, he is. Is he happy? Yes, he is. Is that him? Well done! Yes, it is. Bosson Paul Stafford Ban Paul Aj Snap Salang Vinh Phát Paul Mới Lục Lưu Bảo Prai Paul Snap Bopha. Can you see him? Tất nhiên ai chụp quạt thế? Mình là khơi quạt thế. Yes. Can you guess who he is? Tất nhiên ai tê ta quạt khi chơi là nào bạn thế? Has he got a book? Ta quạt miền sử phô mới rứng. Yeah, he has. Bạn cha quạt miền ở trong mỏng. Yeah. Is he eating an apple? Ta quạt cổng phong hộp lại bò mới rứng. Yes, he is. Has he got a red bag? Ta quạt miền cả ta bò cổ hò mới rứng. No, he's got a blue bag. Quạt mình miền cả ta bò khiêu tế. Quạt miền cả ta bò khiêu. Tế, quạt miền cả ta bò khiêu. Does he have yellow teeth? Ta quạt miền thông minh bò lường rứng. No, he doesn't. Quạt mình tế. Is he happy? Ta quạt sợ bài chật rứng. Yeah, he is. Bopha, has he got a big nose? Ta quạt miền dù mọc thông mùi rứ. No, he hasn't. Is he tall? Ta quạt ô rứ. Not really, mình thế. He's taller than me. Ta quạt ô chừng khi nhông rứ. Is that him? Ta nụ kì chì quạt rứ. Well done, Lord. Yes, it is. How many? You have 5 minutes to make as many sentences with have you got a, an, any? And do you have a, an, any? Chẳng how many? Nẹ miên pram nị tí đâm bây sơ xê và dô chì chà nè nè ai sơ xê bán. Chỉ mùi biết have you got a, rưu có any? Chẳng bốn ai bằng cách và dô máu. Vì lý ạ với pram nị tí bốn ai xua have you got a pen? Have you got an apple? Have you got any money? Ở trong đó các bạn. Nên cứ tùm rung have got. Rồi các bạn ai bằng cả tùm rung do you have ở trong các bạn. Rồi đấy bốn. Đó, bốn phương. Have you got an any egg? Game. Draw 5 things from the box in your notebook. Mình là cú vay vay pram bì bọc nó có nông notebook rồi bọn nè. Work with a partner thua ca chung mùi đại cú. Have you got a and any? And do have you a and any? Question. They have a second to answer but they have to use the right sort answer. Yes, I. Hell, yes, I do. If they say the wrong thing, but son put in a way away their call, say you get a point. Yeah, the two one for two. So answer, do you have any brother? Yes, I do. No, I don't. Have you got any brothers? Yes, I have. No, I haven't. Cái này dân trâu lên game, bạn ta đi xa, tôi thọt video chẳng cứ mình bàn dịp chọn. Ôn ngọc địa lấy ngạc như thế xong chết sáng. Chẳng nó không mê riêng bao giờ cứ chọc lại bỏ đi bố.
ai xôm ở con bồn bồn này còn thì còn đá để bàn chụp lại bế mở video bật group bị đá mất rồi đã chọn video bật group không bị riêng ý cứ cô ổng lõng trong chui phần rừng chụp lại đang ngồi bốn vô cho bạn cần lại khoan chuyên môn anh được không bị riêng ý cứ bốn đừng vô lòng bị cà pra bị héo God has got hai nâng tùm rung dì luôn tớ cứ tùm rung srop rồi bỏ have got, has got tùm rung phạm sai rồi bỏ have got, has got tùm rung xung rúa rồi bỏ have got, nâng has got tiếng bật sân phôn mình cho bạn trong chúng đạch cả mối phôn ai mơ vui video đi xa lần quên video này cứ phôn ai mơ phê nào các bạn đã và số bạch chia sẻ cho phụ cả thông người liên lạc vào group cứ an tuần vô bộ bài chặt recording ở phần sắp xâm ra phần tìm bởi thằng ơ vì phần tìm bởi phần khách chạy lăng phần khách ở chạy thì chẳng bàn được group chỉ dùng tuần vô bộ bài phần vô cân anh chị bạc thêm tiền và số bộ phần vô thằng ơ kênh xa chạy thông mấy chụp nếu nào mê riêng đi đọc buồn.